Xin chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh của Duy Ngọc Mercedes-Benz. Ngày hôm nay Ngọc sẽ chính thức giới thiệu mọi người một cái sản phẩm E-Class mà cái clip trước Ngọc có giới thiệu đó. Thì ngày hôm nay Ngọc sẽ review cụ thể một chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG phiên bản 2020 với số khung 2019. Trên tay Ngọc đây là chiếc chìa khóa của chiếc xe Mercedes-Benz E300 với biển số là 50LD15359. Chiếc xe màu đỏ, nội thất màu đen với trang bị da nắp ba cao cấp cùng với gói ngoại thất Night Package rất là thể thao và cá tính. Đây, chiếc xe Ngọc nói đang phía trước mặt Ngọc đây và mọi người chúng ta thấy. Bây giờ Ngọc sẽ cho mọi người rip sơ một vòng về tất tần tật nội thất và ngoại thất của chiếc xe này nhé. Đây là một chiếc xe đỉnh cao và dòng xe cao cấp nhất trong phân khúc E-Class của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Rồi, mời mọi người cùng xem nhé. Rồi, Ngọc xin chào cả nhà. Phía sau lưng Ngọc đây là chiếc Mercedes-Benz E300 AMG màu đỏ, nội thất đen mà Ngọc vừa giới thiệu lúc nãy. Chiếc xe này Ngọc xin chia sẻ là chiếc xe này thật sự có lăn bánh và sếp mình đang sử dụng con xe này. Với km trên đồng hồ hiển thị là 331 km hiện tại và sắp tới thì có thể lên khoảng tầm vài chục hoặc là 100-200 gì nữa. Nhưng về tổng thể chiếc xe này hoàn toàn nguyên bản nha cả nhà. Với đường nét thiết kế hoàn toàn mới, đây là chiếc xe mẫu mới nhất hiện tại bây giờ tại thị trường Việt Nam với thiết kế đèn pha multi beam LED kết hợp với giải daylight ánh sáng ban ngày cùng với xi nhan luôn đây mọi người cùng thấy ha. Và cụm đèn, cụm logo phía trước to bản kết hợp với camera 360 ngay đầu xe này. Một cái điều mà Ngọc rất thích ở cái dòng xe này đó chính là cái gói Night Package. Gói Night Package sẽ giúp cho chiếc xe chúng ta cứng cáp hơn và khỏe khoắn hơn và trông rất là thể thao hơn. Và nó càng đẹp hơn khi chúng ta sử dụng chiếc xe màu đỏ này kết hợp với những cái đường viền mạ chrome trước đây nó chuyển thành màu đen. Nhà máy Mercedes-Benz gọi cái này là gói Night Package. Nó sẽ đi liền các đường viền chân kính kết hợp với cả hai cái gương chiếu hậu màu đen ha. Nên là nó tông xịt tông giúp chiếc xe chúng ta mạnh mẽ và cứng cáp hơn rất là nhiều. Rồi, chúng ta nhìn phần đầu xe này với thiết kế cản trước, thiết kế mới theo kiểu AMG sẽ hai mang cá hai bên rất là to rộng, làm cho chiếc xe cảm giác là khỏe khoắn và bề thế hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái la răng phía trước này to bản, nó vẫn có mạ chrome sáng bóng làm cho chiếc xe cảm giác nó sang trọng hơn một tí. Ngoài cái vấn đề thể thao ở cái gói Night Package này ra thì những cái đèn viền mạ chrome này hai nan giúp cho chiếc xe chúng ta thể thao và cá tính hơn rất là nhiều. Ngọc xin nhắc lại nha, chiếc xe này cái đồng hồ km thể hiển thị 331 km và có thể khi tới tay người tiêu dùng có thể nhích lên một chút xíu. Và Ngọc cũng công bố luôn cái giá bán xe này, hiện tại bây giờ công ty đang kêu bán với giá là 2 tỷ 680 triệu đồng. Nhớ nha, 2 tỷ 680 triệu đồng. Chưa bao gồm phí lăn bánh nha, cái này mới có giá bán thôi nha cả nhà. Chiếc xe này hiện tại đang với cái giá mới đang bán với giá là 2 tỷ 939 triệu. 2 tỷ 939. Ha. Rồi bây giờ Ngọc sẽ mời mọi người đi một vòng về tổng thể cái phần ngoại thất trước, rồi sau đó mình sẽ đi phần nội thất bên trong ha. Chiếc xe này màu đỏ, nội thất màu đen. Rồi bây giờ chúng ta cùng tham quan về cái phần ngoại thất trước. Về cái phần đầu xe thì Ngọc có giới thiệu lúc nãy là cái cụm đèn multi beam ở đây kết hợp với cái cản thiết kế AMG thể thao và cá tính ha. Ngoài ra thì chúng ta phải bên hông nè, mọi người thấy không, chiếc xe E300 nó trang bị cái mâm AMG thể thao 5 chấu kép nhìn rất là đẹp ha. Sơn hai màu tương phản bao gồm có là màu đen kết hợp với phay xước ha. Và kết hợp sử dụng cái bộ vỏ rin flat to bản rất là thể thao ha. Mâm xe này là mâm xe 19 inch 5 chấu kép nè, gọi là 19 inch 5 chấu kép AMG ha. Đây là AMG nè ha. Chiếc xe này hoàn toàn còn nguyên bản nha cả nhà, nguyên bản ha. Mâm vỏ rồi chưa chạy xước và chiếc xe này mới có lăn bánh 330 mấy km thôi ha. Cho mọi người cùng xem bên hông ha. Hồi nãy Ngọc có giới thiệu trước luôn là chiếc xe này có gói Night Package, thì cái phần gương này nó sẽ là nguyên bản màu đen, sơn màu đen kết hợp với các cái đường viền chân kính nè, màu đen nè và cái đường viền nè, cái cả này nữa. Thì tổng thể chiếc xe nó sẽ thấy rất là cứng cáp và ngầu, người thấy không? Đứng bên xa ha, xem mọi người sẽ thấy nè.
Đây là chiếc xe màu đỏ kết hợp với gói Navax màu đen này, đi những cái đường viền này thì chiếc xe mình nó rất là đẹp và cá tính, kết hợp với bộ mâm AMG 5 chấu kép rất là độc đáo ha. Rồi còn một điều nữa là tay nắm cửa này nó có phần ốp mạ chrome phía trên đây. Đây là chìa khóa keyless go ha cô nhà. Keyless go này hôm trước ông có nói nè, có cái vết lõm chỗ này, khi nhà tạ chạm vào cái phụ này thì nó sẽ khóa cửa, và để tay bên trong thì nó sẽ tự động mở cửa. Đó, mọi người cả nhà ha. Rồi bây giờ mọi người xem vào phần hông xe nha. Đây là chiếc xe nguyên bản sếp mình đi á, nhưng thi thoảng thôi chứ không có đi thường xuyên, cho nên là chiếc xe này nó còn nguyên bản, không có chầy xước và chưa từng giảm giá bao giờ ha. Đó, mọi người cùng tham khảo thêm ha. Còn sơn zin nó bóng bẩy lắm á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phần phía sau xe. Cái phần phía đuôi xe chúng ta sẽ thấy có một cái dòng chữ AMG ở đây. Đây là Mercedes-Benz E300 AMG. Có nhiều người hỏi tại sao cái phần viền cốp này vẫn để mạ chrome mà không làm cái gối Navax nó đen đi theo cái kia. Ngọc cũng không hiểu luôn, không biết tại sao. Chắc có thể là nó để đi tông sự tông với cái hai cái chữ này. Nếu mà cái cây này màu đen thì hai cái chữ này cũng phải màu đen và logo màu đen nó sẽ hợp hơn ha. Rồi bên dưới nè, mọi người để ý ha, đây là cái đường viền hồi trước nó mạ chrome nè, bây giờ sơn đang bóng nè, đó, chạy nẹp bên dưới luôn, băng qua hai bên ha. Đó mọi người thấy ha, và hai cái bô này là hai bô thật chứ không phải hai bô giả. Rồi Ngọc xin nói thêm về cái đèn hậu này ha. E-Class là cái dòng xe đầu tiên được sử dụng cái bóng đèn LED dạng bụi ánh sao, nó rất là lung linh và đẹp. Và tiếp sau đó E-Class thì sẽ là những cái dòng xe S-Class sẽ tiếp tục sử dụng cái đèn này, nên là E-Class là tiên phong về vấn đề đèn bụi sao ha. Rồi là cái phần cốp sau ha. Đó. Xe này sử dụng gói Navax cho nên là nó sẽ có thêm cái option là kính lưng tối màu, kính hông xe tối màu, này tối màu luôn, nên là giúp cho chiếc xe mình nó rất là mát mẻ bên trong ha. Giờ bỏ cái cốp luôn và coi luôn nha. Đó. Không có vỏ xi cua, thanh chữ A ha. Xe này là xe sử dụng vỏ ren flat cho nên là nó không có trang bị vỏ xi cua nha cả nhà. Cốp điện ha. Xe này là có đá cốp Hemphrey Acid, có đá cốp ha. Xe nắp bình xăng. Đó. Này là phần phía bên phụ. Chúng ta sẽ coi là cái phần nắp capo ha. Đối với dòng xe này thì bên hãng cam kết là chính hãng ha, nguyên zin nguyên bản và có kiểm tra 110 điểm theo cái tiêu chuẩn của Mercedes-Benz Việt Nam trước khi tới tay khách hàng, cho nên là mọi người cứ an tâm, cứ an tâm. Có một số khách hàng hỏi mình là cái giá xe này so với giá xe một số cái salon bên ngoài là bên trong chính hãng có bán tốt hơn hay không. Ngọc xin thưa nha, nếu mà so sánh về giá thì chắc chính hãng mình không có thể nào mà cạnh tranh lại. Tại vì sao? Cái xe salon bên ngoài họ bán á, là những cái xe thật sự có đi, chủ xe có đi lên km ha, vài ngàn. Còn những cái xe này, những cái xe mọi người thấy nè, và chắc chắn mọi người có xem clip của Ngọc á, thì những cái xe này là xe phục vụ nhu cầu đi lại của anh em trong công ty, hoặc là cho khách hàng trải nghiệm cũng như là lái thử. Thì xe này cũng, và có những cái xe là không có đi luôn. Nên là về chất lượng thì nó hoàn toàn như mới và đảm bảo hơn rất 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 nhiều so với những cái dòng xe mà thị trường bên ngoài, và chúng ta có thể an tâm hơn. Rồi bây giờ chúng ta xem cái mức tiêu hao nhiên liệu ha, theo cái công bố nè. Đối với cái đoạn đường kết hợp thì nó sẽ là 8,99 lít trong 100 km, đối với trong đô thị là 12,7 km, và ngoài đô thị là 7,19 km. Cái số này là hoàn toàn thực sự ha. Có khách hàng trải nghiệm với mình rồi và người ta báo về là xe này khi nếu mà đi đường đường cao tốc chạy ổn định á, nếu mà với cái tài xế có kinh nghiệm thì nó rơi vào tầm khoảng 7 lít tới 7 lít rưỡi ha, không phải là đểu đâu nha.
Đó là một con số đáng mơ ước ha. Với thiết kế động cơ M264 mới này, chiếc xe Mercedes-Benz E300 chúng ta có cái công suất lên tới là 258 mã lực. Cực kỳ mạnh ha. Đây, camera 360 này, nó nằm hai bên gương, mỗi bên có một cái. Rồi, chìa khóa xe nè. Thấy không? Bây giờ Ngọc sẽ cho mọi người xem nội thất bên trong ha. Bây giờ chúng ta mở cửa tải. Nãy Ngọc có nói chiếc xe này được bọc da màu đen, ốp sợi kim loại. Đây là sợi kim loại nha cả nhà, chứ không phải là sợi carbon nha. Sợi kim loại, nó trên sợi carbon và sử dụng hệ thống thanh loa Bermester 13 loa tiêu chuẩn của Đức ha, 13 loa Bermester của Đức đó. Rồi đây là tổng thể nội thất của chiếc xe của mình ha. Xe này sử dụng cái vô lăng thiết kế mới, chặt góc theo kiểu AMG ha, thể thao ha, nhìn rất là cá tính luôn. Ngoài ra thì xe mình có thêm cái này là biểu tượng này, mọi người thấy không? Đây là hiển thị thông tin kính chắn gió, là chỗ này nè. Cái hiển thị thông tin gió này là cái húp nè. Đó, nó có một cái lỗ. Đây là cái projector, là một cái máy chiếu, nó sẽ chiếu lên trên cái màn hình nè. Nó chiếu lên cái gương thì chúng ta sẽ thấy được ha. Km rồi đoạn đường chúng ta tùy chỉnh ha. Đây là cụm đèn. Xe này được trang bị hai màn hình ha. Màn hình thông số thì nó nằm ở đây 12.3 và kết hợp với cái màn hình giải trí đa phương tiện nằm ở đây luôn là cả hai. Mọi người nhớ nha, nhìn rất là đẹp ha. Và cái màn hình giải trí đa phương tiện này chúng ta có thể điều chỉnh nè. Chúng ta có thể điều chỉnh tới mấy giao diện, 1, 2, 3 cái nè. Đó, mọi người thấy không? Nhìn rất là hiện đại ha. Nhìn đẹp lắm. Rồi, còn một cái đáng lưu ý nữa, cả nhà nên nhớ. Xe này được trang bị cái hệ thống, được trang bị cái da nè. Da này gọi là da nắp 3 cao cấp ha. Cái da nắp 3 này là E300 rồi lên dòng S Luxury mới có, và Maybach thì nó mới sử dụng cái chất liệu da này. Da này thì nó ngồi rất là êm ái, mát và cực kỳ mềm, và chất liệu da đẹp lắm. Đẹp lắm lắm luôn. Thấy không? Và đường may mũi chỉ rất đẹp. Với cái ghế xe E này nó gọi là cái nội thất mang phong cách AMG, cho nên là thiết kế ghế này nó sẽ ôm sát vào người lái. Cái ghế này ôm sát vào người lái thì nó sẽ có tác dụng giúp cho nó ôm giữ con người là mình lại, để khi mà vấn đề chạy xe giằng sóc hoặc là ôm cua gấp thì nó sẽ giữ mình lại, không có bị sàn qua sàn lại để mệt mỏi ha. Nhất mình rồi đó. Rồi, bảy bước chân nè. Phát sáng có đèn ha. Rồi, đây là cái chỗ sạc không dây. Mọi người nhớ nha, sạc không dây, đồng hồ Mercedes. Chiếc xe này được trang bị 9 túi khí nha cả nhà, 9 túi khí. Và có cái cửa sổ trời siêu rộng panoramic. Đó, toàn cảnh luôn, quá đã. Không, quá đã. Rồi, bây giờ Ngọc qua bên phụ ha. Đây là cái những chi tiết bên phụ mọi người xem ha. Đây là đèn viền nội thất 64 màu, mình có thể thay đổi tùy biến ha. Rồi, đây là bên phụ. Hơi tối nên mọi người thông cảm giúp Ngọc nha. Đây là màn hình đa phương tiện nè. Đó. Nhìn hấp dẫn nha. Xe này được trang bị cửa hít là tiêu chuẩn nha. Nè mọi người xem nè. Đó. Giờ mình sẽ qua ghế phía sau. Đây. Đây là cái hàng ghế phía sau. Với cái độ ngã vừa phải kết hợp với cái độ rộng của phía sau thì người ngồi như mình á, như Ngọc á, là 1m75 thì ngồi rất khá là thoải mái. Và một cái điểm nữa thì mọi người đi chú ý nè. Xe này là sử dụng hệ thống điều hòa Thermotronic 3 vùng độc lập, bao gồm có 2 vùng phía trước cho người lái và người tài xế ha, tài xế và hành khách. Và phía sau chúng ta có thêm một cái dàn lạnh độc lập nữa nè, chỉnh nhiệt độ và chỉnh gió cho người hành khách ngồi phía sau để có thể chủ động được cái vấn đề nhiệt độ ở phía sau ha. Cái đó là cái lợi điểm của xe này, cho nên là về nhiệt độ và cái độ lạnh thì nó giúp ích chúng ta cực kỳ tốt. Nó có thêm cái cửa gió bên hông nè, nãy Ngọc có cho mình xem nè, có cửa gió bên hông. Cái hơi lạnh nó sẽ tỏa ra bên đây, tỏa ra hai bên thì làm cho chiếc xe chúng ta lạnh
nhanh hơn và đều hơn rất là nhiều. Rồi, cả nhà coi lại cái thế ngồi ghế này. Đó. Xe này được đăng ký là 5 chỗ ngồi ha, 5 chỗ ngồi. Và nó có rèm hai bên. Chỉnh tay ha, kéo lên đây. Rất là mát. Đó, mọi người xem, giờ Ngọc cho xem lại cái phần nội thất phía trên ha. Rồi, bây giờ cả nhà xem giùm cho mình là cái km hồi nãy Ngọc có nói là xe này có đi 330 mấy cây số đó, đây nè. Ha. Xe này được đi 331 cây số nè, nha, 331 cây số. Clip Ngọc quay tại cái thời điểm này là ngày 21 tây nha, 21 tây. Đó, để mọi người xem. À, về phần về cảm quan về nội thất này thì gần như nó như là cái mới xe mới đó. Mọi người thấy nè, không, về vô lăng nè, không có chầy xước, không có gì hết. Nè, ghế nè, không có nhăn nheo gì chân. Nếu mà xe nào mà ngồi nhiều thì cái lệm ghế này nè nó sẽ nhăn xếp lại. Ừ. Mà xe nổi 300 cây thôi, chạy tới chạy lui, chạy qua xưởng chạy đồ đó. Cái sao nè. Thấy không? Còn lành luôn. Xe này Ngọc sẽ nhắc lại ha. Bán với giá 2.680.000. 2.680.000 nha. À, đó là sơ lược một vòng về cái sản phẩm Mercedes-Benz E300 phiên bản 2020 số khung 2019 đã qua sử dụng bên Ngọc. À, mọi nhu cầu thắc mắc về sản phẩm cũng như thông tin chi tiết về sản phẩm, mọi người vui lòng liên hệ hoặc là comment qua cái kênh YouTube, Ngọc sẽ liên hệ lại để cung cấp cho mọi người cái thông tin về cái xe này ha, về pháp lý cũng như là về cà vẹt cũng như cái đăng ký đăng kiểm chiếc xe này để mọi người có thể an tâm hơn về cái chất lượng sản phẩm. À, Ngọc xin nhắc lại ha, chiếc xe này được bán thanh lý với giá là 2.680.000.000 và có xuất hóa đơn đầy đủ. Chiếc xe được bảo hành 3 năm kể từ ngày xuất hóa đơn ha. Nên nhớ, xe này được bảo hành 3 năm kể từ ngày xuất hóa đơn, cho nên là chiếc xe này còn thời hạn bảo hành rất là tốt và rất là dài, nên mọi người an tâm ha. Chiếc xe này có km di chuyển là 331 km nãy mọi người có xem ha. Và chiếc xe này có lý lịch pháp lý rõ ràng, chưa từng đâm đụng, trầy xước, móp méo hay là giảm giá gì cả, nên mọi người cứ an tâm về chất lượng sản phẩm này. Rồi, Ngọc xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip kế tiếp. Và Ngọc sẽ chia sẻ những cái dòng xe Mercedes siêu lướt, siêu phẩm và siêu kinh điển để cho mọi người xem và có thể lựa chọn một chiếc xe phù hợp, cân đối về tài chính để chúng ta sẽ dễ dàng sở hữu hơn những chiếc xe mơ ước ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip kế tiếp. Bye bye.